Hello, everyone, and welcome to English Hanoi Live. Today, I've got a very exciting lesson for you. We're going to be looking at pronunciation and how to make an appointment. Maybe you don't know about myself. Let me introduce myself. My name is Patrick O'Grady, and I've been teaching English for a long time. I was in Korea for 3 years, Saudi Arabia for 5 years, and I've been in Vietnam for 10 years now. My wife and I, we started up English Hanoi 10 years ago, and our main focus is working with adults and helping them with their confidence in speaking, communication, and pronunciation. So that's what we got. Thank you very much. Oh, hello. Hello, Lanang. How are you? I'm good. Good. Well, thank you very much for coming today. You're welcome. My pleasure. It wouldn't be the same without you. Aww. I'd be so lonely without you. It's true. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Lan Anh đến từ English Hà Nội. English Hà Nội được thành lập cách đây 10 năm bởi mình và thầy Patrick. Hai vợ chồng mình thì mong muốn rằng là sẽ giúp được rất rất nhiều người nói tiếng Anh một cách tự tin. Bởi vì bản thân mình trước đây mình tưởng rằng mình nói tiếng Anh rất là siêu, nhưng mà thực ra đến khi mà mình actually phải sử dụng tiếng Anh ở nước ngoài thì mình lại không sử dụng được. Và tất cả những quá trình đấy và những cái tâm huyết đấy, những cái kinh nghiệm đấy thì vợ chồng mình đều dồn vào English Hà Nội. Và mình rất hy vọng rằng một ngày nào đó được đón các bạn tại gia đình này. Và ngày hôm nay thì mình với thầy Patrick sẽ chia sẻ một cái nội dung một chút về phát âm, cũng như là một chút về cách làm thế nào để chúng ta có thể đặt lịch hẹn một cách hiệu quả. Okay. Right. Yep. I agree. So today I think I've got a super fun, exciting class. I think they're going to like it a lot. We're going to be looking at two sounds, f and v. Yeah, do you think that it is one of the most one of the biggest mistake of Vietnamese in pronunciation? A lot of their final consonants are a big problem. So if they can master the final consonants, their understanding of foreigners' understanding Vietnamese will go way up. It's part of it. Yeah. Mm. But particularly when this sound comes at the end of a word, it's really difficult for Vietnamese. So if they can fix the TH sound, the th sounds, and th sounds, and s t at the end, then they're going to be awesome. Mm. Yeah. Okay. Mình vừa hỏi thầy là âm TH này có phải là một cái âm mà một trong những cái âm là lỗi lớn nhất của học viên Việt Nam hay không, thì thầy bảo không. Âm này là một âm khó, có thể làm được hoặc là có thể không, nhưng mà cũng không sao cả. Tuy nhiên thì mọi người thì thường hay một cái lỗi lớn nhất của người Việt chúng ta, là kể cả đối với những anh chị và các bạn đã từng làm giảng viên hoặc là đã và đang làm giảng viên, thì cái lỗi lớn nhất mà thầy thường gặp đấy chính là gì ạ? Quên final sound. Dù mình nói nhiều đến thế nào, mình thỉnh thoảng mình vẫn hay quên, mình đúng nguyên âm rồi, nhưng mà khi mà cái phụ âm nó ở phía cuối của câu ấy, thì mình có cái xu thế là lười và mình quên mất, không đọc. Thì đấy là bệnh lớn nhất mà thầy thấy ở người Việt Nam mình. Okay, let's move on to the studying. Right. So the first thing we got to do is figure out how to make this sound. Now, what a lot of Vietnamese do, they put their tongue inside. They go s. That's not the sound we want. We want to put our tongue out, right, a little bit, and go f. Can you do it? It's perfect. Perfect. Amazing. Can you do it now? All right. You got to. Để làm âm th này thì thầy vừa dạy các bạn đấy chính là gì ạ? Đưa lưỡi ra ngoài, lấy răng ngậm vào một chút ạ. Và sau đó thì đưa lưỡi ra ngoài và đẩy hơi. Okay. Okay, so th is the first sound we're looking for, and that's this is the phonetic symbol we're looking at here is th. All right, and let's take a look at the second sound while we're here. All right, and that's over here. Now, again, don't move your tongue. A lot of Vietnamese they put their tongue inside and they start going s. Got your tongue out. The only thing that your face is the same. The big difference is this here, your vocal cord. Vocal cords, voice box, that's what we're looking for. There's going to be a rumble here. So the first
Maybe you could hold up for a second. All right. So the first sound is. All right. Now we're going to rumble up here. Can you do it? Awesome. So amazing. Chúng ta lúc đầu luyện tập thì có thể là chưa quen lắm. Bạn ở trong lớp thì bạn có thể làm tốt, nhưng mà ra về nhà thì bạn lại quên mất. Thì chúng ta cần phải soi gương. Và sự khác nhau của hai âm này như thầy đã nói, đó chính là sự khác nhau giữa âm vô thanh và âm hữu thanh. Âm này là âm vô thanh. Khi mà luồng hơi chỉ đẩy từ bụng lên và đi qua cái miệng của mình thôi. Còn cái âm này là âm hữu thanh. Thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ giữ vào tay vào đây, và khi thấy cổ họng rung có nghĩa là lúc đấy chúng ta đã làm cái âm này đúng. Đó, và vị trí âm này là một cặp đôi phụ âm, vì gọi là cặp đôi vì là vị trí miệng của nó giống nhau mà nó chỉ khác nhau mỗi cái là bật hơi ra và gì ạ? Và rung vòng họng. Yes. Right. Good. All right. So I would guess 99% of Vietnamese I've taught this lesson hundreds of times, okay? And almost every Vietnamese can make this sound if they put their tongue out of their mouth. There's 1% of Vietnamese who refuse to do it. Tôi dạy cái bài học này có thể là phải đến hàng trăm bài học rồi, và hầu hết thì khoảng tầm 90% người Việt thì đều có thể làm được âm này, nếu trong trường hợp bạn gì ạ, bạn đưa lưỡi ra ngoài và giữ lại ở đó và cố gắng phát âm bắt chiếc để làm được cái âm này, thì hoàn toàn là có thể mọi người đều làm được âm này rất là tốt ạ. Good. All right. Yep. So those are the first sounds. Those are called phonemes. The smallest part of a word that we're trying to make is called a phoneme. And let's move on to some words with the th sound. All right. Âm đầu tiên. Right. First one, thought. Thought. Các bạn vừa nghe vừa nhẩm lại trong đầu. Nếu các bạn đang đi làm thì các bạn có thể nhẩm lại trong đầu để nó hằn lại lên não bộ của mình được một vài lần. Right. Thought. Thought. Okay, let's go through it. Thought. Thought. And again, watch this final T sound. Now, it's not what we're focusing on today, but that final sound is super important. But the th sound can come at the beginning of a word, and it can come later. I'll show you some words later. Đây, thì âm này, âm TH này đứng ở đầu. Và đừng quên là gì ạ? Đừng quên làm âm T ở phía cuối phần ending sound. Thầy nhắc các bạn vậy. All right. Thought. All right. Thought. Good. The next word we have is tenth. 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 Can you say it? Tenth. So good. Who's your teacher? Ten. Awesome. Awesome. Tenth. All right. And let's look at the spelling. Tenth. All right. So you saw the first word, the th sound comes at the beginning, and now you can see it comes, also we can also see it at the end of the word. Tenth. Đấy. Các bạn thấy là từ trước thì là từ TH đứng đầu, còn từ này thì từ TH đứng phía cuối. Mà đây là một trong những cái âm mà cũng sẽ rất là hay bị quên lãng. Right. So, I've got two more words for you. So, in the first word, the th sound came at the beginning. The second word, tenth, this comes at the end. Now let's look at a word that comes in the middle. Birthday. 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 How about you? Can you say it? Birthday. So amazing. Amazing. Đó. Từ này thì là từ gì ạ? TH sẽ gì ạ? Sẽ đứng ở giữa. All right. Birthday. Birthday. All right. The last word we're going to look at, and it's Thursday. 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 All right. So, let's take a look at a sentence. Let's put it all together. Once again, well, maybe not once again, but maybe this is the first time. I found that Vietnamese can almost always can say single words perfectly. It's really
so easy for these guys. But when we make a sentence, it gets a little difficult. Mm. So I'm going to read a sentence, and I want you to repeat after me. Oh, repeat. Well, one repeat, maybe two, write it down below. I think so. Maybe you could translate. Hầu hết là khi mà tôi dạy người Việt thì mọi người đều có thể làm những cái âm đơn một cách rất là hoàn hảo. Tuy nhiên thì khi mà phải sử dụng chúng vào câu thì lúc này là những cái lúc mà gặp khó khăn đây. Okay, so sentence number one. Bây giờ thì thầy sẽ đọc một câu và chúng ta sẽ nghe và nhắc lại. Sau đó thì chúng ta comment xuống phía dưới được không ạ? Okay, let's do it. I thought my birthday was on March 10th. A Thursday, but it's a Friday. So long, so Patrick. Tough. Yeah, let's do it again. I thought my birthday was on March 10th, a Thursday, but it's off. But it's a Friday. I'm gonna have to write that whole sentence down. Yeah. And why they typing it out? You type right. too. I'm gonna do that. Yeah. I thought my birthday was on March 10th, a Thursday. But it's a Friday. Mm. Let me practice when you write it down. Okay. Okay? You do it. I thought my birthday was on March 10th, a Thursday, but is a Friday. You got the word? You got the sentence? Các bạn có câu nào chưa ạ? Trong lúc mà chờ thầy Patrick viết thì chúng ta comment xuống xem là chúng ta nghe được cái phần nào của cái câu này nhá. Bất kỳ từ nào mà các bạn comment xuống và có âm TH này thì cũng đều được tính. Mọi người comment đi nào ạ. Yep, let me do it for you. Okay. I thought my birthday was... Anybody comment? Anybody comment? Okay. I see. A. I thought my birthday was on March 10th, a Thursday, but it's a Friday. It. Bam! I hope they got it. Mm. Holy cow, 188 people are watching us? Whoa! It's amazing! Look at this! Holy cow, 192 now. This is amazing, guys. Thank you so much. Whoa, I can't believe it. Awesome. So, I thought my birthday was on March 10th, a Thursday, but it's a Friday. Did they write it down? Somebody did. Oh, my God. Zylan did. Yeah. Zylan. Zylan. Perfect. Perfect. All right, let's see. Very good. Hmm? Very good, Zylan. Yeah, awesome. I thought my birthday was on March 10th, a Thursday, but it's a Friday. Mm. All right, cool. Cool. Let's do it. I thought my birthday. So, Chiu Hills also got a part of it. Yeah. Yeah, perfect, guys. Really yeah. good, really good. Really good, awesome. Yeah. So, those are our th sounds. Mm. Let's keep rolling on and go over to th. Now, I'm going to remind everyone that our face is going to be the same for th. The only thing that's changing is down here, our voice box. Cơ cấu miệng thì và vẫn giữ như thế, chỉ có khác mỗi là một cái đẩy hơi và gì một cái là gì vùng rung vòng họng cả nhà nhá. Okay. All right. So, mm-hmm. we've got three words today. This. 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 Can you say it? This. Awesome. Next word, weather. Oh, sorry. Let's go over the writing. This. You guys already knew it. So easy. Mm. Second word, weather. 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 She's so good again. Weather. Yeah. Weather. Weather. Yeah. The weather. All right. How's the weather? Right. And our third word for today is mother. 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 Perfect. And so once again, we can see that the sound can come at the beginning or in the middle. I don't think it comes at the end here. There's not a lot of words that have th sounds in them. So there we go. So here's our sentence. Are you ready?
Và bây giờ thì hãy thực hành chúng trong câu. Bạn đã sẵn sàng chưa? Right. Sentence. My mother says this weather is terrible. My mother says this weather is terrible. Can you write it down below? Nào gonna... các bạn viết câu này xuống này. Câu này ngắn thì dễ đúng không nào? Mọi người viết xuống nào. My mother says this weather is terrible. Cả lớp viết xuống nào. Hôm nay mình học xong thì mọi người tối về nhầm nhầm lại và đưa lưỡi ra ngoài. Khi mà thực hành thì chắc là phải soi gương ở trong phòng kín nhỉ? Không có mọi người tưởng là ôi dồi ôi, không hiểu là cái bạn này đang thực hành cái gì đây. Right. So, my mother says this weather is terrible. Gia Lân, Triệu Hiểu, Minh Nguyễn, Nguyễn Đạt. So many got it. Hân Hân. Awesome. You guys are so smart. You guys are so smart. I'm gonna be a kind of a terrible person. Don't forget, all of you guys forgot your periods at the end. All of you guys forgot the period at the end, I think. Thầy bảo thôi bây giờ trở vờ. Tuya got an exclamation mark. I think that's very good. All right. Thầy bảo là bây giờ trở vờ là người không tốt đây này. Right. Tất cả các bạn đều thiếu dấu chấm. Bởi vì là thấy các bạn hoàn hảo quá. Super important. But Chiu got the exclamation mark. Nhưng mà bạn Tiên thì lại có. Bạn Tiên thì lại có exclamation mark. Yeah. Là dấu chấm than. Thế lại còn tuyệt vời hơn đúng không ạ? Exclamation mark. Very good. Exclamation mark. Very good. All right. Good. So my mother says this weather is terrible. All right. Good stuff. Excellent. Yeah. Cảm ơn các bạn. Các bạn rất là tuyệt ạ. Yeah. So, that is our lesson on pronunciation. I just want to say, if you like what you're seeing, if you think this is good, if it's valuable, it would be great, and you think it could help your friends, it would be great if you could share this. Give us a like or make a couple of comments down below. All of it helps, but the sharing is really great. So, if you can, and you like what you're seeing, that would be great. Các bạn vừa thấy bạn vừa trải qua cái phần học đầu tiên đấy là luyện về phát âm của âm TH sound. Và nếu các bạn thích phong cách giảng dạy của mình và thầy Patrick thì có thể share với nhiều bạn bè hơn. Bình thường thì mình và thầy sẽ cố gắng làm 2 live stream một ngày. Thế nên là các bạn cũng có thể share về tường để giữ lại để mình có thể nghe lại và học lại. Okay? Các bạn share luôn giúp mình đi ạ. Right. Thank you so much. Cool. So now we're going to move on to something that's super important for, I think, for pretty much everyone. Bây giờ thì mình với thầy sẽ chuyển sang cái phần 2. Phần này thì nó vô cùng quan trọng và mình nghĩ rằng là nó quan trọng cho everyone, tất cả mọi người. Yeah. Especially for people who work in an office. I think everybody needs to do this. We're going to be looking at making an appointment. Yeah. Đặt cuộc hẹn. Làm thế nào để đặt cuộc hẹn hiệu quả thì hầu hết ai cũng đều phải làm công việc này đúng không nào? Right. So, should we do it? Yep. Và bây giờ thì các bạn sẽ xem một cái màn demo của mình với thầy, một cái conversation sẽ diễn ra. Okay? Right. Okay, so what we're going to do is a little demonstration after we've given our demonstration, we'll take and analyze it a little bit and maybe see what we did right or maybe what we did wrong. Mình với thầy sẽ làm một cái demo về cái cuộc gọi điện thoại, một cái cuộc gọi điện thoại và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại xem là trong cái đoạn cuộc điện thoại đấy thì mình với thầy đã sử dụng mẫu câu gì để miêu tả cái ý của mình muốn nói với người đối phương, confirm lại các cái thông tin. All right. Yep. Ready? Yep. Okay, let's do it. Yeah. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Oh, ring, 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 ring. Hello, English Hanoi. How can I help you? Oh, hello. Is this Lan Ang? Lan Ang speaking. Oh, hello, Lan Ang. This is Patrick. How are you? Hi, Patrick. Long time no see. How are you? I've been so busy. But thanks for asking. Thanks for asking. Yes. Well, I was wondering if you have some free time. Yes. I'd like to arrange an appointment to meet you. Oh, yes, that's fine. Okay, oh, great, great. Are you free next week?
Next week? I'm afraid I'm busy on Tuesday. Oh, Tuesday. Huh. Well, what about Wednesday? I can't make it on Wednesday, I'm afraid. Well, can you meet on Friday? Oh, Friday is good for me. Oh, okay, okay, good. Let's say 10 o'clock. 10 o'clock? Okay, let's see you at 10 o'clock then. Great, great. Okay, well, good talking to you. Have a great day, okay? Yeah, goodbye. Have a great day. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. All right. Oh, you're right here. Pa-pow! Oh, I thought you in the other room. It's acting. Cứ tưởng là nói chuyện với thầy ở một cái phòng khác đúng không ạ? Yeah, acting. It's amazing, our acting, yeah. I tell you. It's like we're in another world. Yep. So let's take a look at our telephone conversation and see what we did. One thing that Lanang did that I thought was very good was that when I phoned her, she introduced her company. Or do you remember? What did you say, Lanang? I said, yeah? English note, how can I help you? Ah. So right away, she picks up the phone and says, she introduced her company, English Hanoi, can I help you? Good, good. I got to say, I hate it when I phone a company in Vietnam or anywhere and they pick up the phone and they say, hello. That's the worst. It's the worst. I'm not calling a private phone number. I'm calling a company. I want to know who I'm calling. So I think it's a really great thing to introduce your company. Go ahead. Như các bạn thấy là, như tôi thấy trong cuộc điện thoại thì Lan Anh đã sử dụng tên của công ty để chào khách hàng. Và điều này vô cùng quan trọng khi đối với một công ty, khi bạn gọi điện đến một công ty thì ai cũng mong muốn được gọi điện số điện thoại chính xác và nhấc máy lên thì nghe được công ty trả lời là English Hà Nội xin nghe hoặc là tôi đang nghe đây, ai đang nghe đây, sẽ làm cho khách hàng cảm thấy rất là dễ chịu, cảm thấy là an tâm hơn rất là nhiều nếu bạn gì ạ, bạn nói tên của công ty bạn ra. Thì đấy là một cái điểm rất là tốt mọi người cần chú ý, kể cả gọi điện thoại cho công ty của mình mà mình không phải là một cái người receptionist thì mình cũng nên gì ạ, một cái người trực điện thoại thì mình cũng nên nói như vậy, để cái người đối phương ấy đã biết là đang gọi đúng công ty rồi. Yes. Right. Okay. So, introducing your company is really, really great. Mm-hmm. Big happy face there. We both used a lot of polite language. Okay. Can I tell you a big complaint about foreigners in Vietnam? Tôi có thể nói cho các bạn một chút là một cái điều phàn nàn rất là lớn của người nước ngoài Việt Nam không? Okay. Well, you know, my company, we worked with FPT and their programmers there. And we had an opportunity to work with some of the companies they worked with. And we asked them, what complaints do you have about the Vietnamese? And can you believe what they said? They said, they're not polite. Vâng, các bạn biết không, công ty mình thì có cung cấp khóa học cho công ty FPT và bên mình thì đào tạo cho các cái IT của công ty này. Khi mà mình có một cái cuộc phỏng vấn với cả khách hàng, với cả partner của công ty FPT ở bên đầu bên kia, thì họ nói rằng là người Việt Nam không lịch sự. Yeah. Và khi mà thầy Patrick nghe được thì shock toàn tập luôn và shock, rất là shock bởi vì là tôi sống ở đây, tôi thấy mọi người rất lịch sự mà. No, here's the thing. I know in my heart, Vietnamese are very polite, very, very good people. But when it comes to English, there are a lot of please and thank you and a lot of polite language we use around our requests. Đối với cả người nước ngoài thì chúng ta sẽ có những cái câu mà xoay quanh cái cuộc nói chuyện của mình để làm thế nào để người ta biết được là mình đang sử dụng một cái phong cách nói chuyện rất là lịch sự. Đó, thì thật ra bạn không có ý nói mất lịch sự, nhưng mà mình dùng câu mệnh lệnh hoặc là mình dùng câu mà cụt mà chưa có những cái mẫu câu của gì ạ, văn phòng formal, thì sẽ làm cho người đối phương cảm giác là đang bị nghe ra lệnh
hoặc là viết mail thì người ta đọc, người ta cảm giác là đang bị nghe ra lệnh. So, let's look at some polite language that we both used and let's see what we said. One of the things I said are you free? Are you free? It's a request as opposed to a demand. I must meet you at this time. It's more of a question. Are you free at this time? So đó thì trong cái câu phần của Patrick thì Patrick đã nói là are you free, đẩy câu hỏi về cho người đối phương để người ta gì ạ, lựa chọn, chứ mình sẽ không dùng là you must miss me at hoặc dù là bạn dịch là tôi phải gặp bạn, tôi cần phải gặp bạn vào 8 giờ ngày mai, nhưng mà đẩy cho người ta một cái gì ạ, một cái sự lựa chọn. Are you free on blah blah blah. Yeah, right, okay. So are you free, can you say it? Bạn có rảnh không? Yeah. All right. Are you free? Another question. Do you have some free time? Bạn có thời gian rảnh rỗi không? Yeah. Do you have some free time? Again, very polite. This is something I would say at the beginning of a telephone call or near the beginning. I don't know. She might be very busy. She might be, I don't know, meeting a customer. So, do you have some free time is something I would almost always ask at the beginning of a conversation. Tôi thì luôn luôn là sẽ hỏi là bạn có một vài phút không, bạn có free time không? Bởi vì là khi mà mình hỏi như vậy thì mình muốn là khẳng định lại với người kia là người ta đang sẵn sàng để nghe, để nói chuyện với mình không? Vâng, nếu người ta đang bận thì mình sẽ gọi vào lúc khác. Thế thì cái cuộc gọi điện thoại của mình sẽ chất lượng hơn rất là nhiều. Nên câu này rất nên sử dụng trong cuộc điện thoại của chúng ta. Good. And a couple other polite languages that we should be aware of. When we're making requests, I'd like to, it's a very nice way to start a request. I'd like to meet you Wednesday. I'd like to meet you on Friday. It's as opposed to the demand of we will meet on Wednesday. It's very strong. So I'd like to, if it's okay, you know, it's very polite. And that's the polite language, I think, is very... this is the language we can use when we're talking business, we're talking to lawyers and doctors and professional. It's polite. It's the language of money. Vâng, đấy các bạn thấy đấy. Và một cái cụm khác nữa tôi cũng, các bạn có thấy là tôi vừa dùng đấy là I'd like to. Thế là chính là cái từ viết tắt của I would like to, thì thầy đọc tắt lại là I'd like to. Thì đây là một cái câu if that okay, I'd like to, if that okay. Thì tôi sử dụng rất là nhiều những câu như này thì hơn là cái câu là I will meet you, thì kiểu như là rất là mạnh ấy. Ý là ấn định luôn là như vậy mà không có cái kiểu lời lẽ là ô tôi muốn như này, bạn muốn như kia hay không, kiểu hỏi ý kiến ấy. Kiểu như vậy thì sẽ tốt hơn rất là nhiều ạ. Okay, the last polite word phrase we're going to use is I'm afraid. I'm afraid, and it's a very polite way to say no. Can we meet on Wednesday? I'm busy, I'm afraid. I'm busy, I'm afraid. Yeah. Đấy thì mình có thể nói là tôi I'm busy. Nếu mình nói I'm busy thì người ta sẽ thấy là ôi giời ơi, nó có câu rõ ràng ngắn như kiểu là không muốn gặp người ta ấy. Nhưng mà nói là I'm busy, I'm afraid. Thế là từ cái câu I'm afraid đấy là ôi tôi sợ rằng, tôi e rằng như này như kia. Đấy. Thế hoặc là I can't make it, I'm afraid. Tôi không thể nào mà có thể tạo ra cái ngày đấy được đâu. Thì cái cấu trúc là I can't make it hoặc là I can't make Thursday thì cũng là một cái cách nói mà người bản xứ dùng rất là nhiều ạ. Right. So, again, very polite language. And let's move on a little bit about pronunciation. This is something that foreigners say often, and it's very easy for Vietnamese to have a problem with. When I'm speaking with another foreigner, I'm not going to say two words. I'm not going to say what about Wednesday. No way. What about? It's almost one word. It's almost linking these two words together. What about? And quite often it really confuses Vietnamese. So, would you like to meet on? Can you meet on Wednesday? I'm afraid I'm busy. What about Friday? What about Friday? Mm-hmm. All right. And what about? What about? What about? Yeah. So that very fast.
một cái đặc điểm nữa mà làm cho người Việt cảm thấy là mặc dù biết cái câu đấy rồi nhưng mà vẫn không nghe ra được người nước ngoài nói, đấy chính là cái cách nói lối luyến láy của người nước ngoài. Giống như cái từ what about thì thầy nối vào what about đó, thì thầy nối vào như vậy, đâm ra sẽ làm cho người nghe rất là confused và bối rối. Thì bạn cần phải biết những cái tình huống luyến láy như này để mình nhận dạng được âm thanh và hiểu người ta đang nói cái gì. Right. Mm. So what about, let's move what on about? Yeah, let's move on. I asked Lanang a question about timing and can we meet at, I think the question was, can we meet at 10 a.m.? And what was your answer? My answer is, let's meet you. I think I say, Friday is good for me. Good for me. Thank you. We got okay. It. So good for me is another way agreeing with someone. It's good for me, I agree. It's a little special language. Một cái cách nói đồng ý nữa đấy chính là gì ạ? Một cái điều gì đó tốt cho tôi. Đó, thì đấy cũng là một cái cách mình đồng ý, là ví dụ như là Friday is good for me, là thứ sáu thì ok, tôi đồng ý thứ sáu. Right. I agree thì mình thay vì nói là I agree Friday thì mình nói là Friday is good for me. Mm-hmm. Yeah, but again, very polite way, nice formal way to speak to one another. The last thing we're going to look at is pronunciation. And I think I had my question. Let's say 10 o'clock. Let's say 10 o'clock. So we're still asking questions and being very polite. And I'm coming up at the end there with o'clock. Let's say 10 o'clock. Can you say it? Gặp nhau lúc 10 giờ thì thế nào? Đó thì chú ý là bạn nói là let's say 10 o'clock. Thì sẽ gì ạ? Sẽ làm cho đối phương là khi bạn lên ở cuối câu thì sẽ yêu cầu đối phương là nghĩ về cái việc đấy và làm câu hỏi. Thì thầy chú ý mọi người một chút là lên giọng ở cuối câu đối với cái câu cuối cùng, là khi mà mình ấn định cái thời gian họp ấy hoặc là gặp nhau thì mình nói let's say 10 o'clock. Đó, thì mình lên một chút ở phía cuối, cả lớp nhớ nhá. Okay. Good stuff. I think we're good. Yeah, I think we good. It was an awesome class. Your pronunciation is really good. Thank you. Yeah, it's amazing. How about my pronunciation? Your pronunciation is it perfect. Giọng của thầy Patrick thì là giọng Mỹ Trung nên là khá là clear, và thầy dạy ở Việt Nam thì cách đây 16 năm rồi, thế nên thầy nói là khá rõ và khá chậm, nên mọi người học cái accent của thầy mình nghĩ là sẽ rất là tốt ạ. Và mình nghĩ rằng là buổi học hôm nay thì cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ai mà mong muốn học thêm tiếng Anh giao tiếp hoặc là bị mất gốc tiếng Anh, muốn yêu lại tiếng Anh thì có thể inbox fanpage hoặc là gọi điện đến số hotline của trung tâm book lịch kiểm tra với thầy Patrick để có thể là biết được level của mình hiện tại đang ở đâu, thì mình sẽ tư vấn các bạn kỹ càng hơn để giúp các bạn có thể là làm chủ tiếng Anh trong một cái thời gian ngắn nhất. And thank you for watching, and I see you tomorrow. Goodbye. Thank you, everyone. One more time, everyone, if you're interested in studying, we've got a couple of new courses coming up at beginner levels, elementary, pre-intermediate, and we've also got a couple of IELTS classes starting in the very near future. If you're interested, give us a call at the number provided below. And finally, thank you once again for watching. I think at one point we had over 200 people watching. It was fantastic, and we wouldn't do it without you guys. So have a great weekend. Take care. Bye-bye.